Chúng tôi hiện đang có mặt ở trại hè Kết Đoàn 2016 với chủ đề Ba Miền Quê Hương. Đây là lần thứ 15 hội Kết Đoàn tổ chức trại hè. Sau đây xin mời quý vị theo dõi hình ảnh thu nhận được của chúng tôi. Tôi nhìn nè. Đây để làm cho. Đẹp. Một nhà. Đã tàu dèo. Ủa, cái tên sau lưng chưa vậy? Hình như ai có tên rồi đúng không? Có tên chưa? Chưa. Cắt nhỏ. Sợ đá ai mua cà phê sợ đá ai? Mày cứng quá. Team one down, one two. All right, các bạn, listen for a second. Okay, so don't stand in the middle, the center. That means team three is over here. Hey, we set our first okay. One. We done. Số 1 được bonus point first one in the morning. Okay. Judging you on your team spirit as of now. Okay? So whenever you're ready, just give it your call, team captain. Okay, không sao, xin lỗi. Cho team 2 ngồi xuống đi. First time, it's okay, sit down. I give you one more chance. Go ahead, it's okay. Okay, just coordinate, okay? One more chance. Alright, team nào muốn volunteer? Team 6. Okay, team 6 đứng dậy đi. Coordinate together, okay? Make it good. Các bạn nghĩ sao? How is it? Oh. Ok, cũng not bad. Rồi, cảm ơn đội số 6. Đất ta đi ha. Rồi, đội nào lên? À, đội 4 và Danny McGee lên nè. Stand up. Ok, let me see what you got. Trời ơi, thật lòng mà nói luôn á, nếu mà mình mới qua Mỹ á, mình không hiểu, mình thì nghĩ là thấy anh David này cứ là gì, mình không hiểu luôn. Ok. Chưa có được đều cho lắm, nhưng mà khá hơn tối hôm qua, it's not bad. Guys, we ready? Yes! Alright, giờ cháu quay! Quay lại! Giờ cháu quay! Quay lại! Quay sao? Quay tất cả! Nhiều quốc ca hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.
Xin đại diện cho tất cả các staff xin chào mừng tất cả các camper đang có mặt hôm nay tại Kết Đoàn Cam năm 2016 với chủ đề là Ba Miền Quê Hương. Và để mở đầu cho trại hè, Jenny xin kính mời Chủ tịch Hội Kết Đoàn anh Hào Phan lên để có lời phát biểu. Xin mời anh Hào Phan. Được chưa? 1, 2, 3, tắm nữa. 2, 3. First funny picture. Come on, let's go. 1, 2, 3. Dân cờ lên. Coi nhìn đây nè, nhìn đây nè, nhìn đây nè. 1, 2, 3. Ok, dạ, em đứng từ... All right, team... 3. Từ nha. Give me a... 1, 2, 3. Lấy hết không? Rồi, lấy hết rồi. Hai em vô đi anh kịp cho. Vô. Ok, roll call team 3. Bốn phải đặc biệt, tái nằm cậu quan sát về dần bò viên. Muốn một tăng một. Nước béo nữa. Nước béo hành giấm một đồng. Hello mọi người, thì bây giờ Nhân sẽ đại diện cho team 4 present cái lá cờ. Thì trước hết là cái tên của team là Phở Đặc Biệt, thì tại sao lấy cái tên này? Thứ nhất là chủ đề năm nay của Cam là quê hương ba miền. Thì cái điểm đặc biệt nhất của cả ba miền là chính là ẩm thực. Và nói ẩm thực Việt thì phở là một món đặc biệt và nổi tiếng trên toàn thế giới. Thì đó lý do là lấy tên Phở Đặc Biệt để đặt cho team. Còn present về cái cờ hôm nay thì như mọi người thấy rất là đơn giản, là một cái tô phở đang bốc khói lên. Thì cái khói này thì nó vẽ không chính xác, nhưng mà nó cũng một phần nào để mọi người thấy là cái maps của Việt Nam mình, với lại Hoàng Sa và Trường Sa, hai cái chấm nhỏ. Thì muốn nói một điều là dù tất cả những người Việt Nam, những người trẻ của mình sinh ra ở đây hoặc đang học hành ở đây thì luôn hướng về quê hương Việt Nam, thì muốn giữ gìn một cái nét văn hóa Việt, ẩm thực Việt cũng như tiếng Việt. Thì đây là một cái ý nghĩa mà Team 4 muốn gửi đến tất cả mọi người hôm nay. Cho thanh niên ba miền, và không những đó, những là cái ngọn lửa mà trong cái lá cờ có một con rồng, đó là quê hương chúng ta, về nguồn gốc chúng ta là con tiên. Việt Nam vừa rồi đã xảy ra rất là nhiều biến cố, và hôm nay là đặc biệt kết đoàn kết nối chúng ta lại với nhau, và chúng ta hãy dùng những sức mạnh chia sẻ và rất là cống hiến cho tất cả mọi người và hết mình. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Tường Vi, đại diện team số 6 để present cái lá cờ của team. Thì đội của mình lấy tên Một Nhà là khi nghe tới cái team của Cam năm nay là Ba Miền Quê Hương, là nghĩ ngay đến trong đầu là chúng ta đều là một nhà. Và một nhà thì không phân biệt Bắc Trung Nam, thì không phân biệt vùng miền, không phân biệt nghèo khó hay sang giàu, nên là lý do
vì lý do tại sao chúng ta có cái tên đó. Và trên lá cờ thì các bạn có thấy là một cái nón lá, và ngôi nhà đội cái nón lá thì cái nón lá đó là tượng trưng cho người Việt Nam chúng ta. Rồi các bạn thấy những dấu chân của tất cả team member của số 6 đạp lên đó. Cái điều đó là không phải là gọi là mọi người, người khác nhìn vào thì sẽ nghĩ là đây là một điều thiếu tôn trọng khi mà mình đạp lên lá cờ của mình như vậy. Nhưng mà không, đó là cũng có một ý nghĩa là dù bạn đi bất cứ nơi đâu thì đều phải quay về nhà. Nãy giờ thấy bạn nó hay quá mình cũng run, nhưng mà đây này là mình đại diện là team 2. Sau nãy giờ mọi người nói về ẩm thực, về nên về nhiệt huyết, về nhiệt huyết của tuổi trẻ đến lịch thêm này, thì team của mình với tinh thần á là đến đây là chơi hết sức, quẩy hết mình, thành ra mới có cái tên là giò chó quẩy. And then tụi mình nhìn trong cái member là biết là ai cũng có tâm hồn ăn uống rồi. That's why we all stick to that, like that's principle, that's why we pick this. And then like cái hình này á, thì chỉ là symbol tượng trưng thôi. Nó như là dòng giò chó quẩy gì đó, mỗi bạn muốn tưởng tượng sao cũng được hết. Nhưng mà mình biết phương châm là đây cũng một món ăn thôi, mà cũng là giò chó quẩy, một cái symbol. Nhưng mà mình có thể ăn kết hợp với nhiều món ở Bắc, ở Trung, ở Nam. So cái thông điệp mà đội 2 của mình muốn gửi tới là dù là mình ở phương trời nào thì mình cũng phải nên nhớ đến ẩm thực, đến người Việt của đất nước chúng ta. So mình có thể đem ẩm thực của mình để giới thiệu đến những cái cộng đồng thế giới và tự hào là mình là người Việt Nam. Nghĩa là dù chúng ta đến từ ba miền khác nhau của đất nước Việt Nam, cha mẹ chúng ta hoặc là chúng ta dù sinh đến Mỹ nói những cái accent rất là khác nhau, nhưng chúng ta cùng đến từ một nguồn gốc, đó là Việt Nam. Cho nên là các bạn, chúng ta ở đây có thể thấy những cái ngọn lửa ở phía sau của lá cờ này, ba con người, có nghĩa tuổi trẻ chúng ta nên đoàn kết, nhiệt huyết và bỏ ra công sức của chúng ta, dù chúng ta đang sống trên đất nước Mỹ, nhưng chúng ta phải làm những gì, điều gì đó có ích cho đất nước Việt Nam của chúng ta, bởi vì chúng ta có chung một nguồn gốc. Cảm ơn các bạn. Pokemon Rapid Universal không chỉ là ba miền Việt Nam biết mà còn cả thế giới biết nữa. Và chúng mình chọn Pokemon nữa là vì Pokemon là một trò chơi đã mang đến sự sống động cho tất cả mọi người, không chỉ là những giới trẻ mà những người lớn tuổi hơn cũng vẫn thích chơi. Và Pokemon tạo điều kiện cho tất cả mọi người xung vầy với nhau, tụ họp với nhau để cùng chơi với nhau. Cũng giống như là tụi mình muốn gửi tới thông điệp là chúng mình muốn Pokemon cũng giống như là trại kế toàn, lúc nào cũng rất là universal, càng nhiều người càng biết, càng nhiều người tụ họp, xung họp lại để vui chơi và ở với nhau. Thank you. So, mình không có giải thích về cái lá cờ nhiều tại vì staff là chọn cái team này, thì cái chủ đề này, so cái chủ đề này có nghĩa là thì cũng có rất là nhiều bạn ở đây đã nói là cái chủ đề này để dành cho tất cả các bạn từ mọi miền đất nước, từ mọi miền trên đất nước Việt Nam chúng ta có thể tụ họp và có thể sum họp với nhau, có thể chơi giống như kết đoàn ở đây. Thì rất là nhiều miền, rất là nhiều bạn từ các tiểu bang khác, có những bạn sinh ra ở Mỹ, nói tiếng Việt không rành, nhưng mà vẫn có thể đến đây tham gia và vẫn có thể hiểu được cái nền văn hóa của Việt Nam, giống như chiếc áo dài là tượng trưng cho Việt Nam của chúng ta, những cây dừa, biểu tượng của Việt Nam thì sẽ giúp cho chúng ta hiểu thêm về nền văn hóa, cũng như chúng ta tìm được những người bạn mới, những người đồng hương ở trên đất Mỹ. Thì hy vọng kết đoàn đã thành công một chút xíu. Bây giờ chưa biết là thành công hay chưa, nhưng mà bây giờ mình đã tìm được những người bạn mới, thì hy vọng là các bạn, mình đã thành công một chút xíu, đã gắn kết mọi người lại với nhau. Thì lý do tại sao chúng ta không để những cái bạn mà quen biết nhau chung một team là để chúng ta có những bạn mới, có những cái mối quan hệ mới, thì đâu biết được rất là nhiều các anh ở kết đoàn đã tìm được vợ ở trong cái kèo. Chẳng hạn như là chủ tịch anh Hào Phan đã mới vừa cưới vào năm ngoái. Rồi có rất là nhiều người, Bát Thùy, Janice, chị Lý, anh Hành, có rất là nhiều couple đã hình thành từ anh Thịnh là chuẩn bị. Quốc và Thiên Thanh, Katie và Thái Duy. There's a lot of couple.
couple in here, so good luck, guys. Vòng tròn, run real fast, hold hands tight. Feel the energy. Feel the energy. Yeah, come on. Stop it. Vòng tròn, come on, feel the energy. Let me hear you. Can hear you. Good. Và đây là lần thứ hai Linh Nì tham gia chạy hè kết đoàn camp. Như mọi người đã thấy thì năm ngoái Linh Nì làm camper như là các bạn camper đằng kia, các bạn mình có rất là nhiều những trò chơi rất là thú vị, nó có những cái rất là bất ngờ. Còn năm nay thì Linh Nì lên làm staff, làm team advisor của kết đoàn camp năm nay, thì nó sẽ có rất là nhiều công việc. Tại vì lúc đó Linh Nì mới nhận ra được là khi mà mình làm staff, mình bỏ rất là nhiều công sức và rất là mong muốn là được các bạn enjoy, have fun này nọ. Và khi thấy các bạn vui là bên Linh Nì và tất cả mọi người đều rất là cảm thấy vui khi các bạn enjoy cái summer của mình. Và đó là lý do mà các đoàn camp tổ chức trại hè mỗi năm vào dịp tháng 7 hoặc tháng 8 để cho các bạn có thể có một mùa hè thật vui vẻ và quay về với lại những cái theme. Như là năm nay thì theme mình là ba miền quê hương, đó là nói về nước Việt Nam mình có ba miền, và mình muốn xem như là tất ba miền tụ họp về một ngôi nhà và chúng ta đều có một niềm vui và hạnh phúc với nhau và không phân biệt gì cả. Và đó là lý do mà cái đoàn camp tổ chức năm nay. Cảm ơn. Về cái nơi năm ngoái thì mình làm ở gần hơn, khu vực gần hơn, nhưng mà năm nay các đoàn muốn tạo một cái không gian mới, những cái chỗ ở mới, thì năm nay là mình đi xa hơn một chút, nhưng xin lỗi, thấy là cái chỗ này rất là tốt, cái chỗ ngủ của các bạn nữ và các bạn nam đều ok và đầy đủ. Mình có những cái phòng tắm và phòng vệ sinh rất sạch sẽ, và mình có một cái sân chơi rất là rộng rãi, thoải mái, như mình có sân đá banh và đặc biệt mình có hồ bơi. Và có thể là đặc biệt một cái là làm lên này rất là bất ngờ, tại vì năm nay mình có vài mình có sóng signal, có nhiều bạn có thể lên mạng để search về những bài hát và để chuẩn bị cho cái tiết mục entertainment tối nay được tốt hơn. Và đó là một điều rất là Linh Nì rất là thích. Em là camper năm đầu tiên đến với trại của kết đoàn, thì điều em làm em rất là ngạc nhiên đó là trại kết đoàn đã tạo cho em một cảm giác rất là thoải mái, vui chơi, rất sống động và thân thiện. Và điều mà em rất là thích là những cuộc chơi ở đây rất là lành mạnh và tạo điều kiện cho chúng em được quen biết, gặp gỡ rất là nhiều những bạn khác cũng là người Việt ở Mỹ, thì đó là một điều rất là đáng quý. Và em hy vọng rằng kết đoàn sẽ càng ngày càng lớn hơn nữa để những năm sau em vẫn có thể được tham gia nhiều hơn và gặp gỡ càng nhiều bạn bè hơn nữa. Xin cảm ơn. I'm ready. Ok rồi. 1 2 3 No, it passed the midpoint. It passed the midpoint right here. This midpoint. No, midpoint, the field. The field. Back beginning. Do a bit line. Easy. Back beginning. Slowly. Inhale. Next. No, don't. Okay. Close it up. Slowly. Move.